Dòng Đa Vi, Thiên Chúa tạo thành sẽ định, dù sẽ công chính kết duyên cùng Đức Nữ Tri. Đâu cần quyền binh, con Chúa xưng là dưỡng phù, người sống khiêm nhu bên mẹ xứng vì hiền phu. Ôi Thánh Giuse, ôi Thánh Giuse, Đức mẹ là ban trăm năm, xin thương lắng nghe, xin thương lắng nghe, đưa bánh chữa chết, đưa bánh trên trời. Ôi Thánh Giuse, ôi Thánh Giuse, là người quan gia chúng tin luôn vững niềm tin, xin thương đói nhìn, xin thương đói nhìn, khất cha giữ gìn giúp ơn con xin. Trần thế Thiên Chúa ban phần nước trời, hạnh phúc không ngơi muôn đời, phúc lộc chẳng vơi. Ôi Thánh Giuse, ôi Thánh Giuse, Đức mẹ là ban trăm năm, xin thương lắng nghe, xin thương lắng nghe, đưa bánh chữa chết, đưa bánh trên trời. Là người quan gia chúng tin luôn vững niềm tin, xin thương đói nhìn, xin thương đói nhìn, khất cha giữ gìn. đang thân vân, nay thiên thần hiện ra báo mộng. Này ông Giuse, thuộc dòng tộc David hãy nghe, kìa Maria đang mang thai là do Thánh Linh. Tới khi hạ sinh thì đặt tên con là Giêsu. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao tuôn trào ra sao muôn ân, và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vừa nghe tin xong, con trong lòng là do Thánh Thần mừng vui Giuse, bằng lòng nhận nên Cha dưỡng nuôi. Cùng Maria trong tin yêu rừng xây thánh gia, khó nguy vượt qua giờ hiền vinh Cha hiền công chính. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao tuôn trào ra sao muôn ân, và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giê-xê nay đâm chồi mầm non nhánh nhỏ, thần khí Đức Chúa ngự trị và ban ơn thánh cho. Đầy ơn khôn ngoan, danh uy phong hiểu biết mến tin, tới nơi trần gian để Ngài bênh ai nghèo chung tin. Tình thương Chúa vốn dâng cao tuôn trào ra sao muôn ân, và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Phận người Bê-lem tuy đang là làng quê bé nhỏ, từ người sinh ra một vì làm thông lanh ích duyên. Từ khi vô biên ngày ban sơ Ngài có trước tiên, tới chân đoàn chiên là vì danh uy quyền Thiên Chúa. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao tuôn trào ra sao muôn ân, và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.